tập trước, mẹ Giáp Cồi bị bệnh nặng. Để cứu mẹ và mọi người thoát khỏi cảnh hạn hán, Giáp Cồi quyết định thử sức mình đi thi tuyển rồng để có cơ hội thực hiện phận sự làm mưa. Trên đường đi, cậu cứu một ông rùa. Trong khi đó, kỳ thi tuyển rồng trên thiên đình đang diễn ra rất khốc liệt. Cả Tôm Tích cũng chuẩn bị thi. Xíu mà có thể bơi qua được hai lực cổng. Chúng ta cũng có thể làm được mà. Thế cựu mãn một phí thần. Thật tiếc là chú Tôm. Tôi cứ tưởng sẽ được thấy rồng chứ. Ta hiểu rồi. Cháu muốn tham gia thi tuyển rồng để cứu mẹ, nhưng cháu vẫn còn tự ti sợ hãi chứ gì. Cháu phải hiểu Vũ Long Môn thực chất là thử thách về tinh thần. Người đời có cầu biển sâu thăm thẳm, trời cao vời vợi. Không khí đi qua Vũ Long Môn biên qua cuốn xoáy không thể lường được, có khi như sóng triều dâng, có khi như phong ba cuồn cuộn. Ông nói hay quá, ông nói thêm cho cháu nghe nữa được không ạ? Nhanh lên nữa, nhanh nữa lên. Cháu tạm ổn rồi đây. Cháu vẫn còn sợ lắm ông à. Cháu muốn tập tiếp. Đây, ta tặng cháu. Đại ca không thấy cái má hiên chìa ra hay sao mà còn tống đầu vào đó? Im đi, các người đi theo không giúp được gì mà còn làm vướng ta nữa. Đại ca vào nghỉ đi rồi về. Coi đến đây làm gì? Đến xem ta thành rồng hả? Tôi đến để thi tuyển rồng. Mọi người có nghe nó nói chưa? Còn cá tí teo này cũng là thi tuyển rồng nữa kìa. Vậy là ngươi chưa nghe chuyện Tôm Tích rồi. Hả? Tôm Tích thế nào? Đương nhiên là rớt thẳng xuống vực và... Đúng vậy, ta đã rớt xuống vực và quay trở lại đây. Giáp Cồi, cậu đã đến. Tráng sĩ là ai? Giáp Cồi, tôi là Tôm Tích đây mà. Tôm Tích? Tôm Tích đã rơi xuống vực rồi kìa mà. Đúng là ta đã rớt xuống vực ở lượt cửa thứ hai.
Nhưng khi rớt xuống thì ta biến đổi ra thế này đây. Chúc mừng. Khi ngươi vượt qua từng cửa thì sẽ biến đổi. Nhưng thường thì qua cửa thứ hai, các bộ phận của rồng sẽ hiện rõ ra. Từ nay, ngươi là loài mới, tôm hùm bông. Cậu thấy chưa chép còi? Giờ tôi còn to khỏe hơn cả chép đô. Ta không thể thu con tôm tích như nhà ngươi được. Xem ta đây. Đại ca từ từ đã. Quỳnh mới nhảy xong bị u đầu mà. Thì ra mẹ cậu bệnh nên cậu mới muốn thành rồng. À, cái gối mà cậu kể, cậu rùa đã cho đâu? Liệu như vậy có phải là gian lận không? Cậu có muốn cứu mẹ không? Hay cậu trông chờ chép đô sẽ hóa rồng?